Kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trang địa phương của Đài Truyền thanh Truyền hình Bắc Quang phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Giang. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu trang địa phương hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số tin tức quan trọng vừa diễn ra trên địa bàn huyện. Huyện Bắc Quang vừa phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Hà Giang tổ chức lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Tại lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới này, đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện Bắc Quang đã được các giảng viên của Trường Chính trị tỉnh truyền đạt hai chuyên đề, đó là đổi mới nhận thức về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, thành tựu và kinh nghiệm học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng và tu dưỡng đạo đức cách mạng trong tình hình hiện nay. Báo cáo viên của huyện truyền đạt các nghị quyết, kết luận và chỉ thị của Bộ Chính trị, của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 11 như nghị quyết về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, kết luận về tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân, chỉ thị số 39 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay. Qua lớp bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện đã cập nhật thêm những kiến thức cơ bản về lý luận, thực tiễn và một số kỹ năng cần thiết, góp phần củng cố nhận thức về chính trị xã hội, lập trường cách mạng, xây dựng tầm nhìn và tư duy chiến lược, đáp ứng kịp thời yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, huyện Bắc Quang vừa tổ chức hội thảo khoa học về giải pháp phát triển cây cam sành và gặp mặt khách hàng tiêu thụ sản phẩm cam. Trong những năm qua, cây cam quýt nói chung và cây cam sành nói riêng đã góp phần đáng kể vào phát triển kinh tế của huyện Bắc Quang. Hiện nay, toàn huyện có gần 2.200 ha, trong đó diện tích thu hoạch đạt trên 1.080 ha. Cùng với sự phát triển về diện tích, năng suất cũng đã tăng từ 68 tạ trên ha năm 2011 lên 100 tạ trên ha năm 2014. Huyện đã có gần 92 ha cam sành đang cho thu hoạch, chăm sóc theo quy trình Việt Gáp. Hình thành các tổ chức liên kết của người trồng cam theo hình thức tổ hợp tác sản xuất cam sành an toàn theo hướng Việt Gáp. Tại hội thảo, các đại biểu đưa ra nhiều ý kiến đóng góp cho việc phát triển sản xuất cam quýt một cách bền vững của huyện. Các ý kiến tập trung vào các vấn đề như đẩy mạnh ứng dụng các biện pháp kỹ thuật trong canh tác, chăm sóc, nghiên cứu kéo dài thời vụ thu hoạch cam, nâng cao năng lực sản xuất giống tại chỗ và nâng cao chất lượng giống, chú trọng bảo quản sản phẩm sau thu hoạch, chú trọng việc quy hoạch vùng sản xuất cam trọng điểm, không trồng tràn lan để cân bằng cung cầu, chú trọng tuyên truyền, quảng bá sản phẩm, xây dựng chỉ dẫn địa lý sản phẩm cam sành Bắc Quang. Qua các ý kiến tư vấn, đóng góp tại hội thảo là điều kiện để huyện Bắc Quang có những giải pháp giúp các hộ trồng cam nâng cao năng suất, chất lượng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong quá trình trồng và chăm sóc để phát triển cây cam sành huyện Bắc Quang một cách bền vững. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau hội thảo khoa học về giải pháp phát triển cây bền vững cây cam sành, huyện Bắc Quang tổ chức hội thi sản phẩm cam sành và công bố khai mở vụ mùa thu hoạch năm 2014. Đây là năm thứ hai huyện Bắc Quang tổ chức hội thi cam sành cho người nông dân trồng cam trong huyện. Cây cam sành là cây ăn quả mũi nhọn của huyện Bắc Quang. Loại cây ăn quả này có màu sắc, hương vị đặc trưng khi được trồng ở Hà Giang nói chung và ở huyện Bắc Quang nói riêng. Hội thi cam sành huyện Bắc Quang năm nay có quy mô 30 gian hàng và 60 hộ tham dự. Đây là những sản phẩm tiêu biểu đến từ các vùng trọng điểm trồng cam của huyện. Hội thi là dịp để người trồng cam quảng bá, giới thiệu sản phẩm cam sành rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân, người tiêu dùng và các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Kết thúc hội thi cam, ban tổ chức đã trao giải khuyến khích cho 51 hộ trồng cam, 5 giải 3, 3 giải nhì cho các hộ. Giải nhất hội thi được trao cho hộ gia đình anh Ngô Quang Tuấn, thôn Vĩnh Chính, xã Vĩnh Hảo của huyện. Dịp này, cơ quan chức năng đã công bố cấp giấy chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn Việt Gáp cho tổ sản xuất cam sành an toàn xã Tiên Kiều với 22 hộ, tổ sản xuất cam sành an toàn xã Vĩnh Hảo với 16 hộ. Đây là điều kiện để các hộ trồng cam có cơ hội khẳng định sản phẩm đảm bảo chất lượng trên thị trường.
Thưa quý vị và các bạn, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Bắc Quang đã chỉ đạo các xã, thị trấn, mỗi xã xây dựng một công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện. Các xã, thị trấn phấn đấu xây dựng ít nhất 2 công trình chào mừng Đại hội Đảng cấp mình. Hiện nay, phong trào đang được đẩy mạnh thực hiện, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong nhân dân. Xóm 2 thôn Chu Thượng, xã Tân Lập có 10 hộ dân, thì có đến 5 hộ nằm trong diện hộ nghèo. Trước đây, để đến được xóm 2, người dân phải đi bộ hơn 4 km. Do không có giao thông thuận lợi, nên việc phát triển kinh tế của các hộ dân ở đây gặp rất nhiều khó khăn. Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tạo thuận lợi cho nhân dân phát triển kinh tế, tạo tiền đề cho công cuộc giảm nghèo của xã. Trong nhiệm kỳ mới, xã Tân Lập, huyện Bắc Quang đã huy động cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia Ngày Lao động Cộng sản, mở đường liên xóm cho thôn Chu Thượng của xã. Thì hôm nay được xã với lại tổ chức một cái buổi lao động cộng sản đào đường, trực tiếp là được chọn vào thôn Chu Thượng. Thì sau khi con đường này đào thành công ấy, đào xong ấy thì là giúp ích rất nhiều cho bà con ở trong cái xóm 2 này. Thì trên đây thứ nhất là về kinh tế, nên là cây chè rồi là một số thứ khác chăn nuôi các kiểu, thì trên này là có rất nhiều hộ. Thứ nhất là, thứ hai nữa là ở đây là vòng ra km 17, rất thuận tiện cho là anh em đi công tác vận động nhân dân. Thì cái con đường này là có ý nghĩa rất quan trọng đối với thôn. Với tinh thần lao động khẩn trương, đảm bảo chất lượng, sau một ngày lao động, trên 200 cán bộ của cơ quan, đơn vị và nhân dân trong xã đã đào đắp hàng trăm mét khối đất đá, mở mới mặt đường gần 4 km để nhân dân trong xóm 2 thôn Chu Thượng có thể đi được xe máy đến nhà. Cùng với mở đường liên xóm cho thôn Chu Thượng, thời gian qua, xã Tân Lập đã phát động nhiều phong trào khác để chào mừng Đại hội Đảng các cấp, như phong trào chỉnh trang khuôn viên gia đình, di chuyển chuồng trại gia súc ra xa nhà ở, xây dựng nhà sạch vườn đẹp, vận động nhân dân đóng góp tiền ngày công tu sửa nhà văn hóa thôn, làm mới gần 1 km đường bê tông nông thôn. Thực hiện các cái chương trình xây dựng các công trình để chào mừng Đại hội Đảng các cấp, thì Đảng bộ và chính quyền xã đã xây dựng kế hoạch cho các thôn xây dựng các công trình, và xã cũng có kế hoạch xây dựng các cái công trình như là đường bê tông giao cho các thôn, mỗi thôn tổ chức xây dựng một công trình để chào mừng Đại hội các chi bộ và tiến tới Đại hội Đảng các cấp. Thì các thôn đã xây dựng các cái đường bê tông, nhà nước và nhân dân cùng làm, đặc biệt là đóng góp tiền để mua xi măng và đóng góp ngày công để làm đường bê tông. Thì có cái công trình, các cái công trình, trong đó có thôn Chu Thượng thì có một tuyến đường từ chỗ xóm 2 cây 12 đi ra xóm 1 lên cây 16 của thôn Chu Thượng. Thì tuyến đường nó dài, người dân nhu cầu rất lâu, thì Đảng ủy chính quyền xã đã huy động cán bộ giáo viên, công nhân viên chức, cán bộ công chức xã để giúp người dân để mở tuyến đường này. Thì hiện tại là con đường cơ bản sắp hoàn thành để phục vụ cho Đại hội Đảng sắp tới. Có thể nói, qua phong trào chào mừng Đại hội Đảng các cấp được xã Tân Lập tổ chức, đã phát huy nội lực trong nhân dân trong việc tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, đồng thời giúp nhân dân trên địa bàn thuận lợi hơn trong việc giao lưu, trao đổi mua bán hàng hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của xã ngày càng phát triển. Thưa quý vị và các bạn, nuôi bò là nghề đã có từ lâu đời của người nông dân, nhưng việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi theo mô hình chăn nuôi hàng hóa thì hộ gia đình đoàn viên Vũ Danh Dự, thôn An Dương, xã Hùng An, huyện Bắc Quang là một trong những gia đình tiêu biểu. Cũng như bao gia đình khác trong vùng, ban đầu gia đình đoàn viên Vũ Danh Dự cũng tham gia sản xuất, chăn nuôi nhưng quy mô còn nhỏ lẻ và lạc hậu, nên hiệu quả và thu nhập không cao. Khi được tổ chức đoàn xã Hùng An và huyện Bắc Quang triển khai mô hình chăn nuôi bò hàng hóa theo quy mô nông hộ gắn với trồng cỏ, nghĩ rằng việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi sẽ đem lại hiệu quả và thu nhập cao hơn, đoàn viên Vũ Danh Dự đã mạnh dạn đăng ký tham gia. Mô hình phát triển của gia đình anh luôn có ít nhất một con bò đực để làm giống
và 10 con có khả năng sinh sản. Với đức tính cần cù chịu khó, với quyết tâm thoát nghèo, bằng những kiến thức về chăn nuôi tự học, tự nghiên cứu, kết hợp với kiến thức được hướng dẫn từ các cơ quan chuyên môn chuyển giao, anh Dự đã tuân thủ theo đúng quy trình kỹ thuật, chăm sóc, xây dựng hệ thống chuồng trại. Đặc biệt là việc tiêm đủ các loại vaccine cho con giống ngay từ ban đầu, nên mô hình đạt hiệu quả cao. Dạ vâng, chăn bò thì tôi chăn được 5 năm rồi. Còn kinh nghiệm thì tự dựa bản thân là chính chứ cũng không được học tập huấn qua cái trường lớp nào cả. Tôi thì thôi thì ở nhà làm chè tôi thấy nó thực sự thu nhập nó cũng bấp bênh thì chuyển sang là chăn nuôi bò. Vâng, chăn nuôi bò thì tôi thấy là rất là hiệu quả bởi vì là nếu con bò là sau đó giảm nghèo nhanh nhất và cũng nói thật là cũng rất dễ chăn. Vâng, trong thời gian tới là tôi cũng muốn là đưa một giống bò mới về và nó sẽ là hiệu quả và năng suất hơn và thời gian nuôi sẽ ngắn hơn chứ không dài ngày như giống bò bây giờ. Thì vì giống bò địa phương này cũng có nhiều cái còn hạn chế lắm bởi vì nó cái giống bê đẻ ra cũng chưa không được to lắm so với giống bò lai sắp tới tôi về. Từ mô hình nuôi bò sinh sản kết hợp trồng cỏ chăn nuôi, anh Dự áp dụng nuôi vỗ béo bò thương phẩm nhằm cung cấp cho thị trường. Ngoài trên 10 bò sinh sản, gia đình anh luôn tập trung nuôi vỗ béo từ 7 đến 10 con bò. Cứ 2,5 đến 3 tháng thì xuất bán, nhưng chủ yếu phục vụ nhu cầu thịt trên địa bàn huyện với giá bán từ 180 đến 200.000 đồng trên 1 kg thịt hơi. Mỗi năm, từ chăn nuôi bò sinh sản và vỗ béo, trừ chi phí cũng cho gia đình đoàn viên Vũ Danh Dự thu trên 100 triệu đồng. Không chỉ dừng lại ở việc nuôi bò và mang bò đi bán, mà anh Dự còn mạnh dạn chuyển đổi những diện tích đất nông nghiệp có năng suất thấp của gia đình sang trồng cỏ. Đồng thời, đẩy mạnh thâm canh, tận thu và chế biến các sản phẩm phụ từ nông nghiệp nhằm đảm bảo cung cấp đủ thức ăn cho đàn gia súc, nhất là vào mùa đông. Tính đến nay, gia đình anh đã trồng được gần 1 hectare cỏ. Thực hiện chương trình phong trào công tác thanh niên lập xung kích tình nguyện phong trào thanh niên lập thân lập nghiệp thì ban chấp hành đoàn xã đã triển khai nhiều mô hình phát triển kinh tế. Trong định hướng tới thì ban chấp hành đoàn xã sẽ nhân rộng mô hình bò ra một số chi đoàn. Hiện nay ở đoạn ban chấp hành đoàn xã thì có rất nhiều mô hình như mô hình ao chuồng, vườn ao chuồng và mô hình nuôi ong ở thôn An Tiến, nên là ban chấp hành đoàn xã nhân rộng một số mô hình này ra cho các chi đoàn trong toàn xã. Mô hình chăn nuôi bò hàng hóa gắn với trồng cỏ đã đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho hộ gia đình đoàn viên Vũ Danh Dự. Mô hình đã làm thay đổi phần nào nhận thức của gia đình anh cũng như các hộ gia đình khác trong vùng. Đây là một hướng đi mới trong sản xuất, là mô hình có hiệu quả cao về mặt kinh tế, phù hợp với trình độ phát triển của địa phương. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong trang địa phương của Đài Truyền thanh Truyền hình Bắc Quang phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.